Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: Nước trời giống như ông chủ nhà kia sáng sớm ra thuê người làm vườn nho mình. Khi đã thỏa thuận với những người làm thuê về tiền công nhật là một đồng, ông sai họ đến vườn của ông. Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy những người khác đứng không ngoài chờ. Ông bảo họ rằng, các ngươi cũng hãy đi làm vườn nho ta. Ta sẽ trả công cho các ngươi xứng đáng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu và thứ chín, ông cũng trở ra và làm như vậy. Đến khoảng giờ thứ 11, ông lại trở ra và thấy có kẻ đứng đó thì bảo họ rằng, sao các ngươi đứng nhưng không ở đây suốt ngày như thế? Họ thưa rằng, vì không có ai thuê chúng tôi. Ông bảo họ rằng, các ngươi cũng hãy đi làm vườn nho ta. Đến chiều, chủ vườn nho bảo người quản lý rằng, hãy gọi những kẻ làm thuê mà trả tiền công cho họ, từ người đến sau hết tới người đến trước hết. Vậy những người làm từ giờ thứ 11 đến lãnh mỗi người một đồng. Tới phiên những người đến làm trước, họ tưởng sẽ lãnh được nhiều hơn, nhưng họ cũng chỉ lãnh mỗi người một đồng. Đang khi lãnh tiền, họ lẩm bẩm trách chủ nhà rằng, những người đến sau hết chỉ làm có một giờ, chúng tôi chịu nắng nôi khó nhọc suốt ngày mà ông kể họ bằng chúng tôi sao? Chủ nhà trả lời với một kẻ trong nhóm họ rằng, này bạn, tôi không làm thiệt hại bạn đâu, chớ thì bạn đã không thỏa thuận với tôi một đồng sao? Bạn hãy lấy phần bạc mà về đi, tôi muốn trả cho người đến sau hết bằng bạc. Nào tôi chẳng được phép làm như ý tôi muốn sao? Hay mắt bạn ganh tị vì tôi nhân lành chăng? Như thế, kẻ sau hết sẽ nên trước hết, và kẻ trước hết sẽ nên sau hết. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Chúng xin chúng ta được thánh hóa bởi lời Chúa ngày hôm nay. Thưa ông bà và anh chị em, trong đời sống của chúng ta, chúng ta thường nghe người ta nói là Life is not fair. Cuộc sống này không có công bằng. Nếu mà chúng ta suy nghĩ thì chúng ta thấy thật ra cuộc sống này chẳng có gì là công bằng cả. Nếu mà cuộc sống này thật sự công bằng, con thiết nghĩ ông bà và anh chị em và con sẽ không có hiện diện nơi đây. Nếu mà cuộc sống này thì Chúa phán xét chúng ta với sự công bằng thì có lẽ trên thiên đàng chẳng có một ai, vì tất cả các thánh chúng ta biết các ngài cũng có những lỗi lầm, nhưng Thiên Chúa đã xót thương tha thứ cho họ, nên cuộc sống này không có sự công bằng. Vào ngày Phúc Âm ngày hôm nay, chúng ta được nhắc nhở vào để hiểu hơn bài Phúc Âm ngày hôm nay. Chúng ta biết rằng vào thời người Do Thái và ngay cả bây giờ, họ cứ nghĩ họ là con riêng của Thiên Chúa. Nhưng mà nhìn vào lịch sử của người Do Thái, chúng ta thấy họ phải đi qua bao nhiêu khổ cực, bao nhiêu sự đày đọa, rồi bao nhiêu người lãnh đạo họ, bao họ bị tù đầy, họ bị nô lệ, vân vân và vân vân. Vậy nếu mà nói họ là con của Thiên Chúa thì sự công bằng ở đâu? Họ luôn luôn trách móc Thiên Chúa. Và rồi Chúa Giêsu đến, chúng ta thấy Chúa Giêsu cũng đã không chỉ cứu rỗi những người Do Thái, nhưng chính Ngài cũng cứu rỗi những người ngoại giáo, Gentile, những người không tin vào Thiên Chúa của người Do Thái, và họ khao khát được tình yêu của Thiên Chúa. Và khi Chúa Giêsu đến để thánh hóa họ, và chính những người đó là những người ở ngoài cái gia đình của những người Do Thái đó, họ cũng được mời gọi vào nước thiên đàng, trở thành con cái của Thiên Chúa. Do đó chúng ta mới được ngồi đây. Chúng ta không phải là người nguồn gốc của người Do Thái, nhưng qua bí tích rửa tội, chúng ta đã được trở nên con cái của Thiên Chúa. Và ngày nay chúng ta cũng vậy. Nhiều khi chúng ta đi lễ, rồi chúng ta cũng bỏ tiền, bỏ của, bỏ sức ra để giúp cộng đoàn, nhưng rồi chúng ta thấy gia đình của chúng ta vẫn có những đau khổ, chúng ta vẫn phải những bệnh hoạn. Rồi nhiều khi
chúng ta cũng gặp khó khăn trong đời sống của chúng ta. Những lúc đó chúng ta đến và chúng ta đặt câu hỏi với Thiên Chúa là Thiên Chúa ở đâu, tại sao con làm mọi sự để làm cho Chúa vui nhưng Chúa không có làm cho con được sự bình an, không cho con được niềm vui trong đời sống đó. Nên chúng ta làm cái gì cho Thiên Chúa và chúng ta đòi hỏi Thiên Chúa phải làm lại điều tốt lành cho chúng ta, nó gọi là cái thái độ của một người có cái thần học về vinh quang. Có nghĩa là theology of glory, là mình làm cái gì cho Thiên Chúa, mình đòi Thiên Chúa làm lại cho chúng ta. Nên cái thần học đó, thật sự nếu mà nói về sự công bằng thì nó không có tồn tại, vì trong tình yêu không có sự công bằng. Thiên Chúa đến với chúng ta qua những cái tình yêu của Ngài. Và giống như bài phúc âm chúng ta nghe những tuần trước, hãy tha thứ 70 lần 7, chúng ta đến và Thiên Chúa tiếp tục tha thứ cho chúng ta. Nên một lần nữa bài phúc âm hôm nay nhắc nhở chúng ta đến, Chúa mời gọi chúng ta trở nên con cái của Người, và chúng ta được vào nước thiên đàng, đời sống vĩnh cửu, không bởi do thời giờ, không bởi do tiền của, không bởi do những cái thời gian hoặc là công sức mà chúng ta chia sẻ với cộng đoàn của chúng ta. Nhưng thật sự chúng ta có đến với Thiên Chúa bằng cái tâm hồn hay không? Có nhiều người bỏ nhiều thời giờ ra để giúp cộng đoàn, nhưng tâm hồn của họ ganh tị, họ nói xấu người này, nói xấu người kia, phá rối cộng đoàn, đuổi cha xứ, đuổi cha sở, vân vân, tìm đủ mọi cách để phá vỡ cái cộng đoàn, mặc dù họ có tiếng nói trong cộng đoàn. Nên những người đó có được được Thiên Chúa đón nhận hay không? Ông bà và anh vợ có những người làm việc rất là âm thầm, nhưng tình yêu của họ luôn luôn ở bên cộng đoàn. Thì hôm nay chúng ta được mời gọi để chúng ta cảm nhận được cái tình yêu của Thiên Chúa vượt qua cái sự đòi hỏi, cái sự fair, cái sự công bằng ở trong đời sống của chúng ta. Và tin mừng nhắc nhở chúng ta rằng mặc dù chúng ta có vượt qua những khó khăn trong đời sống của chúng ta, mặc dù chúng ta tìm không được những cái niềm vui, cái hạnh phúc trong đời sống của chúng ta, hoặc là những người khác nhiều khi họ không có tôn sùng đạo, họ không có tham dự thánh lễ, nhưng đời sống của họ có vẻ như hạnh phúc hơn chúng ta, nhà của họ to hơn chúng ta, xe của họ đẹp hơn xe chúng ta, gia đình của họ vui vẻ hơn gia đình của chúng ta, chưa chắc họ có sự bình an trong tâm hồn. Chúng ta tìm nếu mà họ không có Thiên Chúa trong đời sống của họ, nếu họ không đến với tâm hồn khao khát, khao khát đón nhận Thiên Chúa. Chúng ta cũng biết có nhiều gia đình triệu phú, tỷ phú cũng tự tử, có nhiều người nổi tiếng cũng tự tử vì họ giàu có vật chất không có cho họ được sự bình an trong tâm hồn. Vậy giờ đây chúng ta đến xin Chúa cho chúng ta đón nhận cái bài phúc âm ngày hôm nay, và chúng ta phán xét những người xung quanh. Chúng ta không đòi hỏi Thiên Chúa với sự công bằng, nhưng chúng ta đến để chúng ta cảm ơn Chúa với tình yêu của Ngài, và chúng ta cũng học hỏi từ Ngài. Hãy cho đi, cứ cho đi và phó thác cho Chúa. Nếu mà chúng ta không tìm được những gì chúng ta có trong đời sống này thì có lẽ phần thưởng của chúng ta lớn lao hơn nơi phần đất sau này, hoặc là Thiên Chúa đang có một cái chương trình gì đó đẹp đẽ hơn cho chúng ta. Chúng ta chỉ kiên nhẫn và chờ đợi. Ông bà và anh chị em, như bài đọc chúng ta nghe từ tiên tri Isaiah có nói: tư tưởng của ta không phải là tư tưởng của các ngươi, và đường lối của các ngươi không phải là đường lối của ta. Chúng ta không hiểu được cái đường lối của Thiên Chúa, nhiều khi khó hiểu lắm, nhưng cái mốt cục của cái đường lối của Thiên Chúa là tình yêu, và Ngài luôn luôn tìm đủ mọi cách để cho chúng ta được sung mãn nếu chúng ta biết tin tưởng, nếu chúng ta biết kiên nhẫn, nếu chúng ta biết lắng nghe và phó thác. Vậy đời sống của chúng ta sẽ tìm được bình an và hạnh phúc hơn nếu chúng ta biết phó thác nơi Ngài và cầu xin. Con xin phó thác nơi Cha nỗi đau hạnh phúc xảy ra trong đời. Một lòng trung tín vâng lời, hồn con chìm đắm trong tình Chúa ban. Ân sủng của Người đầy tràn, giúp con được thấy thiên đàng vinh quang. Nên Cha và Con và Thánh Thần. Amen.